tôi xin được mạng phép đọc tên quý thầy và kính mời quý thầy đến chỗ ngồi danh dự. Hạnh phúc. Cô Quỳnh Thị Hoàng Mai. Cô Nguyễn Thị Hường. Thầy Hồ Văn Chiếu. Thầy Phạm Văn Đàm. Thầy Lưu Khôn. Thầy Nguyễn Trung Quân. Thầy Nguyễn Văn Bằng. Thầy Trung Phước Tâm. Thầy Trung Phước Tâm thì em học cho. Thầy Nguyễn Xuân Thanh. Dạ, tiếp theo chúng tôi xin cần và thầy Phan Thanh Thư. Mời thầy Nguyễn Trường Hải. Dạ, xin lỗi, ban tổ chức của em và hôm nay thì chúng tôi đặc biệt được kính mời quý thầy cô đã hay là và quý hiệu trưởng đã phục vụ hay là dạy tại trường tham giảng và đoàn địa điểm. Hiếu đạo này để tạ lỗi cùng thầy cùng cô.
xin mời thầy. Đây là tiếng ca của toàn thể học sinh trên thế giới, học sinh phát triển toàn thế giới trên thế giới. Xin gửi lời tạ lỗi xin thầy xin cô. Kính thưa thầy, cả dài trong đời sống đã qua và ngay cả trong hiện tại này, chắc hẳn thầy cô rất mãn nguyện, rất hạnh phúc và rất vui khi nhìn thấy con cháu học trò của mình đã được thành danh hiện tại. Nhưng bên cạnh đó, chắc cũng không sao tránh khỏi tháng ngày cô đơn mạnh mẽ, đôi khi cũng phải tự âm thầm chịu đựng cơn đau nào đó đã hoàn thành được các thất thể của mình. Thầy cô không dám bày bỏ tình ái vì sợ con cháu học trò mình ở thêm còn thấp lo. Để được chia sẻ cùng thầy, cùng cô trong những tháng ngày cô đơn lạnh lẽo đó, hôm nay chúng em xin được phát lên vai thầy chiếc áo nghĩa tình, được tất cả tấm lòng ôn sư đồng đạo của chúng em và mong thầy cô luôn cảm nhận được chúng em luôn luôn ở mãi bên thầy, bên cô và luôn luôn biết ơn thầy. Quy sự nghiệp và phụng sự đất nước, hiếu đạo với thầy cô mà quên đi công ơn quý niên trưởng, quả thật là điều chưa phải tội nào. Vì vậy, thay mặt cho những thế hệ phía sau, chúng em xin được phép gửi đến quý niên trưởng lời tri ân thành kính nhất và kính chúc quý niên trưởng luôn luôn được dồi dào sức khỏe, tràn đầy phước lộc thọ. Kính thưa thầy, kính thưa cô, quý liên tưởng và anh chị em đồng môn thân kính, với cuộc sống lánh nạn trên xứ người, ngay cả những ngày đầu xuân, chúng ta rất khó có được một buổi họp xuân về đông đủ, dù chỉ trong phạm vi một gia đình. Những phong tục tập quán lễ nghi như chúc thọ ông bà, đáp lễ thầy cô, thăm viếng bạn bè dần dần cũng đã bị quên lãng. Có chăng chỉ là những ngày xuân giá yếu buồn tết, ngồi quây quần bên vài người thân rồi cùng nhau mở lại cái kho tàng kỷ niệm đã giấu kín một nơi nào đó trong ký ức của mình, thông điệp với niềm riêng cũng như tâm tình của thầy trò ta thứ. Vì vậy, ban tổ chức đại hội 12 xin mạn phép được mượn những ngày đại hội năm nay
những ngày hè nắng ấm của thành phố Calgary này để trở thành những ngày xuân đoàn tụ của đại gia đình của học sinh Phan Văn Đãng Còn Thời Điểm Cần Thơ chúng ta. Và đó chính là ý nghĩa của chủ đề xuân trong nắng hạ mà ban tổ chức 12 thực hiện năm nay. Trong không khí của một mùa xuân đoàn tụ, chúng tôi xin được phép thay mặt cho tất cả các học trò của thầy cô hiện đang sinh sống khắp mọi nơi trên thế giới, tôn kính gửi đến quý thầy, quý niên trưởng, quý cô lời cầu chúc vạn niên trường thọ, an khang hạnh phúc, và gửi đến tất cả quý đồng môn những lời cầu chúc tốt đẹp nhất. Trên tất cả những gì tốt đẹp nhất, ban tổ chức đại hội ngày chúng tôi xin được gói gọn trong bao đỏ này, và xin được gửi đến tất cả quý vị cùng với lời cảm ơn chân thành về sự hiện diện của quý thầy cô, quý niên trưởng, quý đồng môn trong ngày đại hội hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị. Xin mời ban tổ chức gửi bao đỏ chúc mừng cho tất cả anh em. Thank you.